Thêm một lần nữa, ngay trong giai đoạn vừa mới giành được nhiều niềm tin nơi người hâm mộ, thì Manchester United lại bị cơn ám ảnh kinh hoàng mang tên virus FIFA hoành hành. Còn chưa kịp trầm cảm sau ca chấn thương của cặp đôi Đan Mạch Christian Eriksen và Rasmus Højlund, Kamanosian lại đón nhận hung tin mới. Hình cảnh Marcus Rashford và Andre Onana phải rời sân với những cơn đau quằn quại tại FIFA Days mới đây nhất đang khiến tình hình lực lượng tại Old Trafford vốn đã toang nay lại càng thảm hơn. Virus FIFA thực sự một lần nữa thổi bùng với cơn bão chấn thương tại nhà hát. Để rồi, đứng trước tình cảnh đó, một lần nữa thế giới lại hướng mắt về huấn luyện viên Erik ten Hag để xem khi bị đẩy vào thế bí như vậy, thầy Mười sẽ hóa phép như thế nào để giúp Quỷ Đỏ đứng vững trước sóng gió. Khi mà ngay trong thời gian tới đây, Quỷ Đỏ sẽ phải đối mặt với chặng leo núi đầy khó khăn, có thể quyết định cả vận mệnh của đội bóng tại mùa giải năm nay. Trong trận đấu giữa đội tuyển Anh và Malta ở vòng loại Euro 2024 diễn ra vào rạng sáng ngày 18 tháng 11, Marcus Rashford đã phải rời sân sớm chỉ sau 1 giờ thi đấu do chấn thương. Tiền đạo của MU sau pha va chạm với đồng đội Trent Alexander-Arnold đã không thể tiếp tục thi đấu và phải nhường chỗ cho tài năng trẻ Cole Palmer. Hiện vẫn chưa rõ mức độ nghiêm trọng của ca chấn thương mà Rashford vừa gặp phải. Tuy nhiên hình ảnh sát thủ xứ sở sương mù quằn quại trên sân cũng đủ khiến người hâm mộ Manchester United lo lắng. Ấy thế mà vận đen nào đâu chỉ buông tha cho nửa đỏ thành Manchester. FIFA Days tháng 11 còn cướp đi của họ thủ thành số 1 Andre Onana. Cựu sao của Inter Milan đã phải rời sân ở phút 80 với sự hỗ trợ của đội ngũ y tế trong cuộc đối đầu giữa Cameroon và Mauritius tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi. Với việc giường bệnh tại nhà hát của những giấc mơ nối dài thêm 2 chiếc, thì virus FIFA lại một lần nữa càn quét đội hình của Quỷ Đỏ. Trước Rashford và Onana, bộ đôi Christian Eriksen và Rasmus Højlund đã phải xin rút lui khỏi danh sách tập trung tháng 11 của đội tuyển quốc gia Đan Mạch. Trên trang chủ của Quỷ Đỏ xác nhận tiền vệ Eriksen dính chấn thương đầu gối. Cựu sao Tottenham dự kiến ngồi ngoài khoảng 1 tháng, trong khi đó tiền đạo Højlund bị căng cơ. Chân sút người Đan Mạch cũng chỉ có thể tái xuất sân cỏ sớm nhất là đầu tháng 12. Rõ ràng thiệt hại về mặt quân số sau FIFA Days đối với Manchester United lại một lần nữa tương đối nghiêm trọng. Tính sơ sơ, danh sách bệnh binh của Quỷ Đỏ đã lại lên tới gần chục người. Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Johnny Evans, Casemiro, Amad Diallo trước đó đều phải làm bạn với giường bệnh. Hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka còn vắng mặt ở chiến thắng trước Luton Town khi bị ốm. Giờ thêm 4 trụ cột Højlund, Eriksen, đặc biệt là Rashford và Onana mới nhất cũng gặp vấn đề, khiến cho huấn luyện viên Erik ten Hag bị đẩy vào thế rất khó. MU đang có chuỗi phong độ thất thường ở mùa giải năm nay. Họ chầy chật đi tìm từng chiến thắng để vất vả sau những trận thua muối mặt đan xẹt. Mặc dù đang tạm thời đứng vị trí thứ 6 tại Ngoại hạng Anh, song Quỷ Đỏ lại là đội sở hữu hệ số bàn thắng bại tệ nhất trong top 10 với âm 3. Họ cùng West Ham là hai câu lạc bộ có mặt tại nửa trên bảng xếp hạng nhưng chỉ số phụ bị âm. Điều đó cho thấy màn trình diễn của đội bóng sửa xưa Old Trafford cho đến lúc này vẫn chưa đủ thuyết phục. Nhất là khi nhìn sang Champions League, MU đứng bét bảng A và đang gặp bất lợi rất lớn trong việc giành tấm vé còn lại để cùng Bayern Munich tiến vào vòng knockout. Lịch thi đấu của bầy quỷ sau FIFA Days cũng tương đối nặng. Từ giờ cho đến giữa tháng 12, thầy trò Ten Hag sẽ phải đối đầu với lần lượt là Newcastle, Chelsea và Liverpool tại Premier League. Đây toàn là những đối thủ sừng sỏ và là thách thức không nhỏ trong nhiệm vụ thu về số điểm tối đa đối với MU. Xen giữa đó là trận quyết chiến với Bayern Munich tại C1, nơi Bruno Fernandes cùng các đồng đội bắt buộc phải thắng thì mới có quyền hy vọng bước tiếp. Rõ ràng đây là chặng leo núi không hề dễ dàng với thầy Mười, và ông cùng các học trò tận dụng tối đa của đối đầu với Everton vào chủ nhật tuần tới để có chiến thắng và tích lũy điểm số cần thiết. Nhất là khi tinh thần của Everton chắc chắn đang không ổn định sau khi họ mới bị Ủy ban độc lập của Premier League trừ 10 điểm do vi phạm luật công bằng tài chính và rớt xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng của Premier League mùa này. Cơ hội để có được 3 điểm rõ ràng rộng mở với MU. Sau nếu như các trụ cột không thể bình phục chấn thương trong tuần tới, e rằng chuyến hành quân tới Goodison Park của bầy quỷ cũng lành ít dữ nhiều. Chúng ta hãy thử phân tích trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, đó là MU sẽ mất toàn bộ ngôi sao hiện đang gặp vấn đề về chấn thương. Khi đó đội hình của MU thực sự toang toàn tập. Ở vị trí thủ môn, dù sắm vai báo thủ nhưng Andre Onana vẫn là lựa chọn không thể thay thế. Chất lượng thủ môn dự bị của MU mùa giải năm nay với Tom Heaton, Redet Vitek hay là Ante Bajidi rõ ràng không thể khiến các Manusian hài lòng. Nhất là khi hàng thủ cũng đang chấp vá không kém vì chấn thương. Điểm tựa tuyến dưới đã không được chắc chắn, nơi với sự vắng mặt của Onana hứa hẹn sẽ còn toang hơn. Ấy vậy như thế đã là gì khi nhìn lên mặt trận tấn công? Nên nhớ dù Marcus Rashford đang đánh rơi phong độ so với chính anh ở mùa giải trước, nhưng cầu thủ sinh năm 1997 vẫn là mắt xích không thể thiếu trong chiến thuật của thầy Mười.
hay lăng cánh vốn đã mỏng với toàn những nhân vật báo từ trong ra ngoài sân cỏ như là Antony hay là Jadon Sancho, nay mất nốt Rashford. Ten Hag sẽ rất đau đầu để tìm ra phương án thay thế. Sơ đồ 4-2-3-1 của ông thiếu hẳn đi miếng đánh cắt inside từ cánh và trung lộ, khiến lối chơi của MU càng trở nên nghèo nàn hơn. Cơ mà nghiêm trọng nhất phải kể tới Rasmus Højlund. MU sẽ thực sự rơi vào cảnh khốn đốn trong những ngày tới với sự vắng mặt của tiền đạo người Đan Mạch. Tuy chưa thể nổ súng tại Ngoại hạng Anh, nhưng anh hiện vẫn đang là chân sút số 1 tại câu lạc bộ với thành tích khủng ở Champions League. Song vấn đề của Ten Hag là nếu ông mất cả Højlund lẫn Rashford cùng lúc, MU sẽ chỉ còn đúng Anthony Martial có thể đá tiền đạo trong đội hình chính thức. Mà những màn trình diễn của cầu thủ người Pháp tại Old Trafford, Âu cũng chỉ khiến các cổ động viên MU thở dài mà thôi. Vậy có nghĩa là khi ta tổng kết lại, nếu những thiệt hại từ virus FIFA tháng 11 vẫn giữ nguyên, thì đội bóng của thầy 10 khó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. MU vừa thiếu chốt chặn quan trọng nơi hàng phòng ngự, lại mất đi những con người tốt nhất mặt trận tấn công. Tính đột biến vốn đã không nhiều ở nhà hát, nay lại càng bị gột bớt đi bởi liên tiếp những ca chấn thương khó đỡ. Nhiệm vụ lọt vào top 4 Premier League, đồng thời tiến xa tại Cúp C1, chớ trêu thay đều đặt cả vào khoảng thời gian này. Và khi phải đối diện với những trận chiến mang tính quyết định cả mùa giải, chớ trêu thay, dàn nhân sự của Quỷ Đỏ lại đồng loạt giơ cờ trắng trước virus FIFA. Có thể thấy bao nhiêu năm qua, tác hại từ virus FIFA luôn là nỗi ám ảnh đối với nhiều ông lớn tại châu Âu. Nhìn sang một kẻ khốn cùng khác là Real Madrid, Bayern cũng vừa mới mất Vinicius Junior và Camavinga. Thậm chí hai ngôi sao này còn phải ngồi ngoài trong thời gian dài vì mức độ chấn thương nghiêm trọng. Trước đó, đội bóng Hoàng gia cũng thiếu vắng Jude Bellingham, Dani Ceballos, Tchouameni vì nhiều vấn đề khác nhau. Tình cảnh của Real cũng là 1-9-1-10 so với Quỷ Đỏ. Rõ ràng việc các ngôi sao phải nhận lệnh triệu tập từ các đội tuyển quốc gia ngay trong thời điểm mùa giải căng thẳng nhất chính là nguyên nhân khiến các câu lạc bộ bị dị ứng. Tần suất thi đấu dày đặc, chưa kể quãng đường di chuyển dài, đặc biệt là các cầu thủ mang quốc tịch ngoài châu Âu, khiến cho thể trạng của họ bị bào mòn đáng kể. Cộng thêm những vấn đề phát sinh mà nói thẳng ra là chấn thương trong lúc phục vụ nghĩa vụ quốc gia, đủ để đẩy câu lạc bộ vào cơn bĩ cực. Họ phải miễn cưỡng để ngôi sao của mình trở lại quê hương thực hiện nhiệm vụ cao cả. Cơ mà khi trả về lại luôn trong tình trạng không lành lặn, trong khi còn nguyên cả mùa giải đầy thách thức phía trước. Thử hỏi như vậy không trầm cảm sao được? Và rồi khi nhìn vào khó khăn trăm bề mà huấn luyện viên Erik ten Hag phải đón nhận sau virus FIFA, giới bộ điều lại một lần nữa tò mò, không biết thầy 10 sẽ xoay sở ra sao với tình cảnh ngặt nghèo trước mắt. Mà ten Hag cũng đâu còn có đường lui khi chỉ cần hứng chịu thêm một vài thất bại nữa thôi. Chiếc ghế vốn đang rung lắc dữ dội của ông tại nhà hát của những giấc mơ, nhiều khả năng sẽ bị bay màu không thương tiếc. Để hướng đến mùa giải 2023-2024 của bóng đá thế giới, ekip huấn luyện viên Mai Anh Tài cần tuyển 5-7 bạn cộng tác viên cho vị trí sản xuất content, bao gồm content writer và video editor. Yêu cầu đối với content writer: am hiểu về các giải bóng đá hàng đầu châu Âu và bóng đá Việt Nam, nắm bắt tin tức nhanh nhạy, có tư duy sáng tạo về việc lên kịch bản, có khả năng viết lách tốt, văn phong trôi chảy, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp căn bản, và quan trọng nhất là có nhiệt huyết, đam mê cũng như tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Đổi lại, các bạn sẽ có cơ hội nhận được mức thù lao hấp dẫn, tương xứng với công sức và chất xám bỏ ra, được tiếp cận với môi trường social media chuyên nghiệp và có cơ hội phát triển, thăng tiến sự nghiệp theo định hướng truyền thông. Anh em có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và tham gia ứng tuyển bằng cách liên hệ gửi CV thông qua địa chỉ mail đang hiển thị trên màn hình. Thay mặt ekip, huấn luyện viên Mai Anh Tài xin trọng cảm ơn.